Quý vị thân mến, tiếp tục với live show ngày hôm nay. Ngay bây giờ, chúng con xin được kính mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm tiếp theo, Bước đi cùng Chúa, với sự trình bày của giọng ca Nhi Nhi. Xin mời. Giờ con sẽ vững bước cùng Chúa đi đến khắp muôn nơi, cánh đồng đức tin đang chờ con phía trước. Chúa mời gọi con vững tâm cùng Ngài đi khắp thế gian, mang tin mừng đi đến muôn nơi, truyền giao chân lý đến mọi nơi, mang Chúa cho muôn người biết được Chúa con là đấng uy quyền toàn năng. Giờ đây mọi phương trời xa đều có chung một Cha ở trên trời, và chúng ta là anh em. Vì được Chúa sai dành trọn cho Chúa, và con sẽ đi xa tìm đến tới mọi miền, và con sẽ mang tình Chúa đến mọi người. Truyền giao chân lý đến mọi nơi, mang Chúa cho muôn người biết được Chúa con là đấng uy quyền toàn năng. Giờ đây mọi phương trời xa đều có chung một Cha ở trên trời, và chúng ta là anh em. Vì được Chúa trong con thắp lên hy vọng để con đem ánh sáng ấy đến mọi người. Chào mừng các bạn lớn dành cho giọng ca Nhi Nhi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa được nghe ca khúc Bước đi cùng Chúa. Và nếu chỉ nghe nhạc mà không nhìn hình thì con nghĩ rằng nhiều người ở đây sẽ không đoán được cô gái này bao nhiêu tuổi. Nhi Nhi thì chỉ vừa mới tròn 20 tuổi thôi. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa dành cho Nhi Nhi.